Và câu chuyện thứ hai tôi kể tiếp cho quý vị, mà tôi nghĩ cái câu chuyện này quý vị cũng chắc cũng đã từng nghe sư phụ nhắc rồi, nhưng mà tôi chính là người nghe nhiều nhất và được truyền đi truyền lại nhiều. À, câu chuyện như thế này. Lúc bây giờ là sư phụ đã được 10 tuổi rồi. Và tôi vừa mới sinh ra đời. Mẹ tôi sinh tôi ở nhà và lúc đó bố của tôi thì đang bị ở tù. Bây giờ em mấy tuổi rồi? Dạ bây giờ em 57. 57 thì lúc đó chị mới 8 hay 9 tuổi Dạ thôi, 10 chưa tuổi đó. tới 10 đâu, Dạ 10 là còn cái 9, tính 10 tuổi đúng rồi, rồi, 9, 9 thôi, 9, 10 9 cỡ thôi. đó. Dạ. Thì bố tôi đang ở tù và mẹ tôi sinh tôi ra mà trong cái cơn hoạn nạn lắm, mà mẹ tôi bị một cái cơn bệnh mà không ai chữa được hết. Mà chị tôi biết rằng cha tôi có thể chữa được bệnh đó cho mẹ tôi. Cho nên mẹ tôi mới nói thôi bây giờ nhà đơn chiếc quá không có nhờ ai được hàng xóm láng giềng. Thôi thì con làm sao mà con đi được ra tới cái chỗ mà ba đang ở tù đó. Con xin phép cho ba về đây chữa được bệnh cho mẹ thì mẹ mới sống. Còn nếu ba không về được thì mẹ chết thôi. Đường xa, đường Sinh xa. tôi được mới có mấy ngày à. Mấy Mẹ tôi bị sản hậu đó. ngày? Bệnh sản hậu hồi đó người ta kêu là giống như là sinh ra mà nó cứ ra máu hay sao đó, đại khái này không thể cầm được. Mà mẹ tôi Không thì lúc đó có thuốc đi men rất à, là thiếu không có thốn. đi tiểu được nữa Dạ luôn không, hả? nằm một chỗ đó thôi. Thì chị tôi mới nói rằng là sư phụ quý vị mới nói rằng là thôi thì để con đi một một chuyến xem sao, con cố gắng. Thì 9 tuổi thì nhỏ quá quý vị biết rồi. Đường xá xa xôi mà lại lúc đó chiến tranh này, thời buổi rất là lạc hậu chứ không văn minh như bây giờ. Không có gì mà phương tiện gì hết. Xe cộ không biết là đi như thế nào mà sư phụ tôi đi ra được tới cái chỗ mà cha tôi ở tù. Và chị tôi mới vô được trong cái chỗ nhà tù đó. Xin cho gặp được cái ông quản 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 tù cai ngục đó, viên cai ngục mới mới nói hỏi chị tôi chứ cô là con làm gì đây? Thì chị tôi mới nói là bây giờ thưa với ông Thì rằng tôi là là sư mẹ phụ. tôi sinh em tôi ra mà mẹ tôi bị bệnh nặng quá, không thể nào chữa được mà chỉ có cha tôi mới chữa được cái bệnh đó cho mẹ tôi thôi. Thì không biết sư phụ lúc bây giờ nói như thế nào đó. Mẹ tôi không có biết được. Và ông đó rất là cảm động vì thấy cái cô bé này rất là nhỏ nhắn dễ thương. Tại vì sư phụ khóc nữa. Dạ. À, vừa khóc vừa nói. Vừa khóc vừa nói rất Ngồi ở là ngoài đợi dạ. cả buổi chiều á, Dạ. đợi nguyên cả ngày. Đó, sư phụ nhớ đó. À, nhớ bây giờ nhớ chút chút vậy Thì thôi. sư phụ ngồi khóc lóc với ông cai ngục đó dữ lắm, đợi nguyên cả buổi chiều thì ông mới cảm thấy là một người con gái nhỏ nhắn như thế này, dễ thương như thế này mà ăn nói rất là diễn cảm, mà nó rất là tình cảm, tội nghiệp lắm. Cho nên ông mới suy nghĩ đi nghĩ lại xong nó thôi được rồi. Ông sẽ cho bố của sư phụ về để chữa bệnh cho mẹ. Thì lúc bây giờ là cha về nhà, trước khi về thì ông viên cai ngục đó có dặn dò với sư phụ rằng là khi mà ông về, ông biết vì sao mà tôi cho ông về không? Tại vì tôi cảm động con gái của ông đó. Nói vậy hả? Tôi cảm động con gái của ông đó, ăn nói rất là dễ thương mà tình cảm. Cho nên là tôi cho ông về để ông chữa bệnh cho vợ ông. Nhưng mà khi về ông phải nhớ cho tôi một điều. Khi mà đặt tên con gái mà đang nằm ở nhà đó thì ông phải nhớ lấy tên tôi đặt để kỷ niệm. Ông nói vậy chứ Dạ. không phải mình tự động Dạ hả? không, ông nói vậy đó, ông dặn là dặn, mà cha mẹ kể cho em hoài cái câu chuyện này cho nên em thắc mắc lắm tại sao mà cái tên của em là Quang Trung giống như con trai. À thì boy's name. Her name is a boy's name. thì cha mới nói rằng là cái lý do đó mà cha mới đặt tên con như vậy chứ không phải là tự nhiên mà đặt đâu. Trước khi về em có nói rằng là thứ nhất là tôi cảm động con gái của ông rất là thông minh, dễ thương cho nên là tôi cho ông về đó. Cái thứ hai là khi về nhà thì ông phải đặt tên con gái ông là tên tôi để kỷ niệm thì tôi mới cho ông về. Thì cha mới nói rằng ok, tôi đồng ý. Đó, thành ra là các quý vị thấy ông nhỏ như vậy đó mà không biết làm sao mà đi băng từ nhà mà đi ra tới ngay chỗ cha ở tù mà đi xin cho mẹ về. Đi xe. Thì cái đó thì xe Đi đúng rồi, xe. xe nhưng mà nhỏ quá ai dám đi lúc bấy giờ, mà ai dám vô trong tù mà đi xin như vậy không? Đủ can đảm không? Mà sư phụ bé như vậy mà đi được ra tới cái chỗ đó mà gặp viên cai ngục mà xin để cho cha về. Ông chỉ nhớ là hồi đó ngồi ở ngoài nó bắt ngồi đợi hoài à, tại vì người tù phải đi ra đâu đó đi làm việc đó, đâu có ở nhà đâu. Dạ. À, rồi muốn gặp ông cai ngục ông cũng đâu ra, ông gặp mình liền cái Dạ. ông trưởng tù đó. Dạ. À, còn cái người cai ngục đứng ở bên ngoài đó là người gác cửa thôi, Dạ. họ không cho mình vô. Dạ, và cứ ngồi đó. Ngồi đó hoài rồi ngồi lâu quá sợ mẹ chết á, khóc Dạ, sợ khóc. mẹ chết, ở nhà đâu có ai nuôi em đâu, em mới còn nhỏ phải cho nó bú này kia. Đâu có cho bú đâu, hồi nhỏ mẹ đẻ em ra không cho bú. Không có ai cho bú, không có Dạ. nhà ai Đúng đó, rồi. sợ chết mẹ chết em luôn, không có ai, không biết ai lo không, thành Dạ. khóc khóc rồi cái mấy cái người mà người coi cửa đó họ mới thấy tội nghiệp đó, Dạ. thấy ngồi hoài cả ngày mà ngồi khóc á,
Rồi ông mới đi vô ông kiếm ông kia ông năng ông nói cho vô nói chuyện. À, Cho dạ. rồi trước khi chị về nhớ có ông cái ông trưởng trụ tù ông có nói là thôi bây giờ cô phải ở con phải ở lại đây để cầm chân thôi tôi mới cho cha con về. Đó là ông chọc gì À, đó ông à, chọc á. ông chọc đó À, ông vừa ôm ôm mình ông vừa chọc vậy dạ rồi cái sư phụ mới nói dạ thưa thôi không không ông nói tại sao không nói tại vì ở nhà phải chăm sóc cho mẹ chứ. À, ông cho cha tôi về có hai có một hai bữa rồi đi rồi ai chăm sóc cho mẹ cho em thành ra ông nói à thôi vậy nói cũng có lý. Ông mới cho đi dạ ông nói giỡn vậy thôi mà dạ ông rất là tử tế rất dạ là tử tế. Ừ. dạ vâng đó câu chuyện là như vậy thì À, quý em vị nhớ thấy nhiều quá hả? dạ Wow. thì ở chung với ba mẹ cho nên ba mẹ hay kể tới kể lui hoài mà chị thì đi học xa cho nên là nhiều khi ngồi nhớ nhau á thì cứ kể những kỷ niệm đó ý Wow. là cha với mẹ rất là ca tụng cái vấn đề đó Mà ông ba chẳng nói gì với dạ chị ông bà cứ kể với em nghe Yeah, kể tới kể lui nghe hoài thành thuộc but they mà never cứ told dạ me anything. yeah. Và They think I know it already. và câu chuyện thứ ba mà tôi muốn kể tiếp cho quý vị nghe cũng về sư phụ của quý vị Nữa, còn nữa. dạ Wow. cái câu chuyện này thì khoảng lúc bây giờ sư phụ khoảng 13 13 tuổi đó dạ 13 tuổi bây giờ câu chuyện này là sư phụ bây giờ là lúc bây giờ là khoảng 13 14 gì đó À, lớn rồi, lớn rồi. thì lúc đó tôi cũng đã sinh ra đời khoảng 3 tuổi 4 tuổi rồi đó tôi cũng đã biết sơ rồi thì cha tôi bị mắc một cái cơn bạo bệnh nghĩa là người ta cái tên gọi lúc bây giờ là chảy máu cam đó mà bệnh viện tháp pháp lúc bây giờ thuốc men cũng thiếu lắm Mà chảy máu mũi hoài chảy chảy liên tục chảy không ngừng chảy giờ nọ sang giờ kia chảy chảy miết chảy lòng vòng chảy liên tục chảy không ngừng thì chị tôi và mẹ tôi mới đưa cha của tôi đi ra bệnh viện lớn để mà chữa bệnh và viện tôi có lớn là nghe xa xa. xa lắm mà tôi ở nhà một mình cứ thế mà sống với bà nội thôi rồi cái rồi chị tôi mới bắt đầu một cứ nghe kể là mỗi buổi chiều như vậy á là sau khi mà chị tôi đã dọn dẹp trong cái bệnh viện đó này đổ bô này làm những cái việc giùm cho những cái bệnh nhân mà nhà không có người giúp á sư phụ đổ bô kia bô nọ giúp đỡ họ giặt giũ mọi chuyện trong bệnh viện đâu đó xong rồi thì cứ mỗi buổi chiều như vậy á là chị tôi lên cái đài phát thanh của cái bệnh viện đó hát hát cho các cái bác sĩ trong bệnh viện nghe mà mấy ông bác sĩ này mê dữ lắm thì lúc bây giờ có ai mà hát hò gì nhiều đâu mà vô bệnh viện thì làm sao mà hát được mà chị tôi xung phong lên là hát cứ mỗi buổi chiều làm việc xong giúp đỡ trong bệnh viện bệnh nhân xong là chạy lên cái đài phát thanh đó là hát rồi mấy ông bác sĩ thích lắm cho nên là cuối cùng chữa được bệnh cho cha tôi và giữ lại trong một cái phòng đặc biệt đó chứ không phải là cho đi ra ngoài nằm như những bệnh nhân kia cứ giữ thế mà chữa bệnh cho cha tôi bớt được về nhà cha tôi cũng cứ nói tao sống được là nhờ con đó con ạ Không nói hết. nói với em là He cha mà never, sống never được là told. nhờ 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 chị của mày đó chị mày nó giỏi lắm lần nó Wow. làm lăn lộn vô bệnh viện nó lo lắng nó làm hết sạch công việc ai cái gì gì nó giúp đỡ hết trơn hết trọi rồi xong chiều rảnh rang thì lại lên trên sân khấu trong bệnh viện nó hát hát cho mấy bác sĩ nghe mà mấy bác sĩ đó quý chị mày ghê lắm mà thích ăn nói đủ thứ chuyện gì không thể làm được hết trơn không có thấy đâu lúc À, đó phải mà phải thay dạ thay thay những cái kim thay đó thay kim thay cái băng IV á kim gì chuyền rum chuyền á râm thay hết cả một đêm tôi phải đi coi sóc mấy cái này mà thay 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 serum hoặc là thay hoặc là làm lớn làm nhỏ hoặc là dạ những chuyện gì họ kêu mình phải chạy đâu dạ and the nurses in the hospital day or night they are dạ very relaxed and they trust me so much they let me do everything taking care of the dạ patients at night and changing the serum the how you say the IV yeah or regulate it and walk around looking which one run too fast which one run too slow I regulate all that and I change it I could even do IV myself yeah because my father also taught me already at home before I had to do it sometime for him yeah he cannot do it for himself yeah you can do many things you can put a needle into your arm here maybe but it's better somebody else do it and if it's IV it's more difficult if some medicine you have to put it in the vein here then you have to be more precise yeah otherwise it's hurting people and it doesn't come in the vein yeah or behind the butt here it's more difficult to do it yourself yeah so I sometimes I have to help to do it for my father
He can't do it by himself. So he trained me a little bit like that. So over there in the hospital, I did all that for all the patients. The nurses just relax and or sleep, you know. I did everything. So they liked me very much. They let me stay in that intensive care room even because I'm so clean. I clean all the, you know, the stools from the patient because they're all laying there. They cannot walk to the toilet, so I have to clean their toilet bedpan, yeah, all the time. Clean and wash and sterilize, bring it back there. And whoever wants it, just call me. The nurse don't do it, didn't do it anymore. So they keep me there until my father better. Yeah. Yeah. Okay, even though it's so full, the hospital is full. Because it's a wartime, you know, very difficult to lay there for months. No, more than a month, maybe 2 months. Yeah. Yeah. They wouldn't let it just for bleeding the nose yeah. like that. Yeah. And later his bleeding stopped. Đó quý vị thấy không? Trong bệnh viện, ví dụ như bây giờ mình đi vô bệnh viện mình nuôi người thân của mình, có ai mà đi chạy tới chạy lui mà làm những cái việc như vậy không? Mà sư phụ làm hết. Không phải làm vậy họ mới cho ở đó. Làm như vậy thì họ mới cho cha mình nó đó đó được lâu. Với lại cho à. Cho chị ở luôn sát bên nó nằm ngủ dạ, dưới chân giường. Cho đó. Phép à. Nằm ở đó chứ lẽ ra là không cho người nhà nằm ở bên bên cạnh tại bệnh nhân đâu. Cái chỗ đó là intensive care là nó kêu bằng gì không biết. Chăm sóc đặc biệt. À, chăm sóc đặc biệt á. Rồi dạ. À, ngủ ở dưới cái chân giường của ông già đó. Dạ. Ngủ sát đêm tận có chuyện gì kêu liền, có chuyện gì kêu liền. Mãi về sau mà khi mà ông cụ bớt bệnh rồi là về nó miết cái câu chuyện đó. À, không nghe ông nói. À, nó miết, nó hết người này tới kể người kia tới kể hết cho người này nghe người kia nghe. Mà em nghe thuộc lòng tới bây giờ luôn. Dạ, hèn dạ. Chi. Bởi vậy em nghĩ sao mà giỏi quá vậy. Hát hò lăn lộn làm những cái việc như vậy. Mà hồi nhỏ chị tôi học rất là giỏi. Giỏi lắm lận. Cho tới bây giờ những người bạn bè học chung lớp với chị vẫn cứ hỏi thăm và nó hồi đó chị của em học giỏi lắm lận, bản danh dự dán đầy nhà, bằng khen dán đầy nhà. Okay. Ờ học giỏi lắm lận. Đi đâu người ta cũng thương mấy. Dạ. Ta nhớ thương dữ lắm, ai cũng nhắc nhở hỏi thăm hoài. Mẹ hát con càng hay. My own sister praise me. Câu chuyện như vậy cũng kể cho quý vị nghe cho vui thôi. Dạ, tùy quý vị nhận xét ạ. Dạ, em xin ha, hết. Tại vì em mà nói tốt cho chị giống như mẹ con càng hay. Chị thấy mắc cỡ chút vậy thôi. Chứ không có gì mà sao mà thuộc hết trơn vậy. Sự thật mà chị, không có thêm bớt gì hết. Dạ. Không có thêm bớt gì hết. Dạ. Nói việc với chuyện với Phật mà đâu có nói thêm bớt dối dối gian là không được. Không có, hiển nhiên rồi. Dạ. Nói giỡn vậy thôi. Dạ. Nói giỡn vậy thôi. Chứ em đâu có na láo bao giờ. Dạ. She's very, very cô này tốt, tốt lắm. So sweet. Hết sức dịu dàng, nồng nàn lắm. So sweet. Thùy mị lắm. Người con gái Âu Lạc Việt Nam chính thống. Bên Âu Lạc, cô làm giáo viên Anh ngữ. Bây giờ nhiều học trò thành tài làm viên chức này, viên chức kia. Bên Âu Lạc, cấp cao đó. Cho nên nghe nói mỗi lần gặp cô, họ kiệu cô lên reo hò, thương cô lắm. Học trò, mấy học trò lớn tuổi, nhưng trong cô còn trẻ quá. Về hưu rồi đó, tin nổi không? Trẻ quá, không nếp nhăn gì hết. Nói còn trẻ, không có nhăn nhó gì ở mặt hết. Chắc là ít phiền não chứ gì hả? Có chồng cưng, có con ngoan. Ít phiền não. Còn tôi thì không có chồng, mà con thì không có ngoan lắm. Con nhiều quá. Con nhiều quá. Vậy là quý vị biết một vài bí mật của tôi rồi. Mấy chi tiết đó tôi đâu có biết. Nhưng có nghe nói chuyện bò qua cây cầu tre. Vì hồi xưa trong mấy thôn quê hẻo lánh, trên con sông nhỏ hay là... Tôi nhớ hình như nó là một cái sông vì nước chảy xiết lắm. Có thể suối, nhưng mà suối lớn. Đeo tai nghe vô đi, tại tôi sắp sửa nói tiếng Âu Lạc với em tôi. Đeo tai nghe vô đi. Thôi khỏi, tôi sẽ nói tiếng Anh. Mọi người tai nghe sẵn sàng rồi chưa? Dạ rồi.
Bây giờ tôi nói tiếng Anh rắc rối quá. Xin lỗi quý vị, mình không có chuẩn bị đầy đủ đồ nghề như Liên Hiệp Quốc. Rồi, bây giờ mọi người nghe được chưa? Hả? Ok. Tôi quên, có nghe chuyện đó, nhưng không chi tiết nhiều. Như ba mẹ kể cho em gái tôi, chắc chỉ nghe một lần thôi, còn cô ta nghe đi nghe lại. Tại tôi không có nhà, có thể họ nhớ tôi, nên họ kể hoài. Bởi vậy, cô ta mới nhớ nhiều chi tiết. Đó là trạm đặc biệt cho việc chăm nom bệnh nhân hồi sức. Thường thường họ không muốn, nhưng sau đó họ cho ba tôi ở đó, cho tới khi ông khỏe lại. Tôi được phép ở trong phòng đó, không phải ở ngoài khách sạn, ngủ cạnh giường ba tôi, trên sàn, sàn lạnh. Tôi không nhớ có chăn màn gì, cũng may ở đó thời tiết ấm áp. Lúc đó tôi ăn thật ra là thuần chay, không phải ăn chay bình thường, tinh khiết. Rồi nhiều khi ba tôi tỉnh dậy, hỏi thăm tôi ăn gì chưa. Tôi nói dạ, con ăn ngoài kia. Có cái quán nhỏ nhỏ bên ngoài nhà thương, cạnh cổng. Hình như có kể quý vị nghe rồi mà. Hả? Có không? Chắc nói tiếng Tàu. Không hả? Có thể là nói với một nhóm nhưng không dùng micro chính thức. Có lần tôi kể vì bài thơ tôi sáng tác. Thiên thần mang dạy. Thiên thần mang dạy đó. À. Đó là mối tình đầu của tôi. Chàng trai đó cũng, hình như hồi đó tôi mới 14, còn cậu này 13, nhỏ hơn tôi 1 tuổi, mà nhất định tiến tới với tôi một cách cương quyết như đàn ông trưởng thành, mời đi uống cà phê này kia. Tôi nói hình như đi đâu. Anh cũng làm sếp thì phải. Bộ anh là tiếp người sếp sòng hay sao? Anh chàng nói phải, nhất là trong tiệm cà phê. Ý nói anh ta sẽ trả tiền. Anh chàng gọi cà phê xong rồi trả tiền, không cho tôi trả phần của tôi. Ý ảnh là như vậy. Một người rất trưởng thành, nhưng tại nhỏ hơn tôi 1 tuổi, là mình cảm thấy tội lỗi quá. Bởi vậy mà tôi không bao giờ để anh chàng biết cảm tình của tôi đối với anh ta, không gì cả. Cho nên khi về, khi ba tôi khỏi bệnh rồi, tại ở đó bận quá không làm thơ được, thế khi về một chỗ khác gần trường tôi, hồi đó tôi còn học trung học, hình như đệ nhất hay đệ nhị cấp gì đó. Lớp đệ tam là lớp 8 hả? Lớp 8 hả? Lớp 10, hình như đệ nhị cấp. À, lớp 10 hả? Đệ nhị cấp trung học cấp cao, không phải trung học cấp thấp. Vì cha bệnh nên tôi nghỉ học. Lỡ mất thi học kỳ, không thi cuối năm được. Nhưng sau đó, trở lại thì cô giáo cho tôi thi một mình. Một mình thôi, không có ai khác. Ai cũng học xong, đi rồi. Hè rồi, qua rồi. Nhưng tại kể là ba tôi bệnh này kia, thì họ cho tôi thi. Không sao. Trong thời gian chăm sóc cho cha, thì lúc nào tôi cũng ở trong đó, cũng chăm sóc cho cha của anh đó nữa. Cha anh không biết bị gì đó, hình như là cắt cổ tay tự sát. Mà cha anh ta là bác sĩ, nhưng sau này tự sát. Nhưng lúc đó, lúc tôi ở đó, cha anh chưa chết, còn bệnh. Nhưng tôi không biết, sau này ông chết. Thì trong thời gian đó, vì lúc nào tôi cũng ở đó, rồi anh tới thăm cha anh, thành ra mới biết tôi. Mời đi uống cà phê, đủ thứ này kia. Rồi cứ tiến tới, rất là cương quyết. Mối tình niên thiếu mà.
Đó là tình đầu của tôi. Nếu có thể gọi đó là tình yêu. Chưa bao giờ tôi cầm tay, chưa bao giờ nói lời yêu đương này kia. Không có gì hết. Hồi đó tôi sống thiên về nội tâm. Em gái tôi thì rất là hoạt bát, cởi mở. Giỏi, giỏi lắm. Tôi thì không bao giờ bày tỏ nhiều. Chàng trai đó trẻ tuổi hơn, nhỏ hơn một tuổi, thấy như em trai mình thôi. Tôi bị cảm giác tội lỗi, xấu hổ quá. Sau này tôi mới viết bài thơ Thiên Thần Mang Dạy. Họ phổ thành ca khúc tiếng Âu Lạc. Không biết quý vị nghe chưa? Không biết họ có dịch sang tiếng Anh trên apps MTV không? Sau đó cũng vì vậy mà họ thâu thập bài thơ này, rồi họ muốn dịch sang tiếng Tàu. Có lẽ vì vậy mà tôi kể họ nghe về bài thơ này. Có lẽ vì vậy mà tôi đã nói đôi chút về bài thơ tại sao có nó. Gặp người đó ở đâu? Đằng sau là câu chuyện gì? Chắc có kể nhưng không thâu lại. Con nhớ hình như có nghe chuyện đó. Nhớ hả? Tiếng Tàu? Dạ, không biết nữa, nhưng con có thấy trên video. Chuyện đó hay là bài thơ? Chuyện đó. À, vậy là có kể. Ba của sư phụ nằm nhà thương và sư phụ chăm sóc cho ba. À, ba tôi hỏi tôi ăn chưa? Tôi đáp dạ ăn rồi. Rồi hỏi ăn cái gì? Ông lo tại có mình tôi ở đó thôi. Mà ông thương tôi lắm. Tôi nói dạ con ăn đồ chay. Ông hỏi sao vậy? Mình có tiền mà. Nhà mình có tiền. Sao lại ăn chay? Ông thấy tội nghiệp tôi. Như là tôi sợ nhà không có tiền. Ông nói, lấy tiền đi mua đồ ăn đàng hoàng. Tôi nói, dạ không, con ăn chay. Cầu nguyện, cầu Phật gia hộ cho ba. Đặng ba mau khỏi bệnh, chứ không phải là mình không có tiền. Ông không nói em chỗ này hả? Không nói cái này hả? Ông có nói không hay là nói mà em quên? Dạ, ông có nói cái vụ mà chị hai ăn chay, chị ba ăn chay đó không? Dạ, không biết, em quên mấy cái này. Ok, có cái đó nữa, có cái đó nữa, ờ. Vì thường thường, tôi hay ăn chay với bà nội. Nhưng suốt thời gian ba tôi nằm nhà thương, tôi ăn chay. Thì ông cảm thấy không đủ dinh dưỡng cho tôi. Tại hồi đó ba mẹ tôi đâu biết ăn chay là gì. Ông nói sao vậy? Nhà mình có tiền mà, sao vậy? Thấy tội nghiệp tôi quá. Mới giải thích cho ông là con ăn chay cầu nguyện cho ba, để có phước báo cho ba mau khỏi bệnh. Anh chàng mời tôi ăn phở này kia, tôi nói không ăn. Anh bạn trai đó. Chàng trai người yêu đó mời tôi đi ăn mấy món Âu Lạc này kia, có thịt. Tôi nói không, không, tôi ăn chay. Vì ba tôi bệnh, tôi cũng nhớ như vậy. Rồi tôi nhớ sau đó nghe nói, tôi vắng nhà, nhưng có lần anh chàng tới thăm gia đình tôi. Có không? Em có biết chuyện đó không? Có tới thăm nhưng mà tôi không có đó. Chắc đi Anh Quốc rồi. Nghe mẹ tôi nói sơ sơ như vậy. Em có gặp anh đó lần nào nữa không? Không à. Anh chàng có tới nữa không? Không à. Chắc trong quân đội. Rồi sẵn dịp ghé qua nhà hỏi thăm tôi, nhưng tôi không có đó. Vậy thôi, không có chuyện gì nhiều trong gia đình tôi. Bây giờ quý vị biết rồi ha. Vì hồi đó tôi biết đạo Phật. Biết ăn chay là có phước báo, đủ thứ này kia rồi. Bà nội tôi ăn chay. Ngày nào cũng niệm Phật. Không biết sao tôi biết mấy chuyện Phật tử ăn chay này kia, chắc từ bà nội. Mà ba không nói hả? Có nói. Có nói không? Quên hả? Không có nói, nhưng mà bà nội thì ăn chay tới giờ phút chót, tới chết luôn. Bà nội tôi lần chuỗi hộp niệm Phật, bà nội ăn chay cho tới ngày bà qua đời. Ngày nào cũng niệm Phật, lần tràng hạn. Lần tràng hạt mỗi ngày, sống tới 105 tuổi.
Cả đời bà không ăn uống cầu kỳ. Ngay cả trước kia, đa phần ăn chay không à, thậm chí không giống như kiểu mình ăn, rất sơ sài, như ăn xoài chấm xì dầu với cơm, hay là đậu phộng rang muối mè, ăn với rau muống, hay rau gì đó ngoài vườn hay trái cây, vậy thôi, mà sống tới 105 tuổi. Có thể nếu quý vị muốn sống lâu thì ăn vậy đó. Sư phụ sống, hả? Sư phụ sống lâu. Tôi sống lâu, ồ, cảm ơn quý vị, ai biết được. Nếu tôi có lợi ích gì thì tôi sẽ sống lâu. Nếu không, cũng vô ích. Thân thể là vô ích, sống lâu hay chết sớm cũng vậy, đúng không? Không phải là mình sống được bao lâu mà mình sống như thế nào, đúng không? Còn gì nữa? Quý vị biết chuyện đời tôi rồi. Cũng muốn kể họ nghe chuyện đời tôi. Cảm ơn cưng nha. Cảm ơn, cảm ơn. Cô em đẹp hả? Dạ, trẻ quá. Tôi gặp cô ta hồi ở Hồng Kông 30 mấy hay 20 mấy năm trước, mà bây giờ cũng giống y vậy. Trong như hồi đó, chỉ có tôi là khác. Tôi và chị tôi, hai người mau già, cô này thì không. Cô này với mẹ tôi trông như không già, da dẻ đẹp, trẻ quá chừng. Rồi, còn gì nữa không? Không, có, không. Vậy tôi đi. Cảm ơn quý vị nhiều lắm. Ok. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn nhiều lắm tiếng Đại Hàn. Cảm ơn nhiều lắm. Cảm ơn nhiều lắm tiếng Pháp. Cảm ơn nhiều lắm tiếng Đức. Cảm ơn tiếng Âu Lạc. Cảm ơn tiếng Đài Loan. À, tiệc nào cũng có lúc tàn. Nga đem cái này vô trong kia nha. Dạ, dạ, con đem. Không hỏi gì nữa hả? Không còn chuyện gì nữa, không gì hết. Chuyện em tôi kể có hay không? Dạ, hay. Cảm ơn cô đó. Ok. Ok. Đừng có nghĩ bậy bạ gì. Nhớ chánh niệm nghe không? Trời ơi, thương quý vị, nhưng sư phụ phải đi. Thương quý vị quá. Vài người ở lại tới chừng nào? Người cuối cùng đi là ngày nào? Mấy người Việt Nam ở tới mùng 2 hả? Rồi ở đâu nữa? Ở tới mấy nữa? Mùng 3. Mùng 3. Quý vị có thể ở lại tới mùng 3. Tại vì đằng nào cũng có người ở lại tới mùng 3. Nếu quý vị đổi vé được, tôi không biết. Mùng 3 hay mùng 4 nha. Dạ, tốt quá. Nếu muốn. Mai là ngày mấy? Mùng 1. Dạ không, 13. Ngày 13. Ồ, quý vị có thể ở lại 3-4 ngày nữa. Vì em gái tôi muốn ở lại 2-3 ngày nữa. Sẵn dịp nếu có người ở lại thì mấy người khác có thể ở lại. Không sao. Cảm ơn sư phụ. Nhưng đừng ở lại lâu hơn vì sẽ không có ai ở đây nấu ăn cho quý vị. Họ phải đi vì visa. Cũng không có ai bố trí phòng cho quý vị hay gì đó. Nhưng sau này nếu mình có chỗ tốt hơn, ở lâu mà an toàn hơn hay chỗ rộng hơn, thì quý vị muốn ở bao lâu cũng được. Nếu quý vị ngoan, sau này biết đâu đó, nếu quý vị tu hành tốt, mình có phước báo nhiều hơn, phước báo chung, không phải phước báo cho tôi. Chỗ nào tôi cũng được gia trì rồi, có điều mình ở lâu không được. Nhưng quý vị ở đây thì tốt cho quý vị, không đến nỗi nào, phải không? Dạ. Chỗ nhỏ như vậy, nhỏ xíu mà vẫn thích ở. Ok, sư phụ cũng thương quý vị. Chúng con thương sư phụ. Có thể ở tới mùng 3, mùng 4. Đừng ở lâu hơn vì họ phải đi. Ý nói nhân viên. Mọi người mạnh giỏi. Dạ, mọi người ok. Dạ, không có câu hỏi. Không câu hỏi. Thưa không, tôi đi đây, mọi người nghỉ ngơi.